Tất cả đều là niềm vui. Mình hãy nhìn cuộc đời giống như một trò chơi và chúng ta sẽ thấy là sẽ rất là thú vị. Bonjour, bonjour. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Melissa, kênh chia sẻ về cuộc sống Pháp, kênh chia sẻ về văn hóa Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về cái cách giao tiếp với người Pháp, cái cách làm thế nào để đối đáp lại với những kỳ thị, với những trường hợp mà chưa có tử tế với mình, bởi vì họ thấy mình là người châu Á thì mình phải đáp lại như thế nào để cho người ta nể mình, người ta coi trọng mình và người ta sẽ tôn trọng mình hơn. Lời khuyên thứ hai, nếu như các bạn đủ khả năng tiếng, đủ trình độ tiếng và đủ bản lĩnh thì chúng ta trả lời lại. Để cho mình kể cho các bạn nghe cái trường hợp của mình vui thôi. Thật ra cái sự kỳ thị mình gặp không ít, nhưng thật sự đối với mình không là cái gì cả. Và mình không những cho ăn bơ mà mình cho họ ăn nhiều thứ khác nữa. Mình sẽ kể các bạn nghe. Ví dụ cái câu chuyện gần đây nhất là một cái bà, một bà người Pháp nha, không phải là người, nói những người mà không phải gốc Pháp chính gốc là mình không có chấp, mình bơ. Nhưng những cái người Pháp mà thật sự là người Pháp da trắng và có văn hóa thì mình phải trả lời để cho họ biết là họ không được coi thường mình như thế. Những cái người như thế mình phải trả lời, và trả lời cho họ biết là họ sai và họ tự xấu hổ. Thì mình kể câu chuyện như thế này, mình cái câu chuyện gần nhất, mình có rất nhiều câu chuyện. Cái câu chuyện gần nhất là một cái bà da trắng cũng khá lớn tuổi nhưng bà vẫn còn đi làm. Bà là chủ của một cái tiệm thuốc, cái pharmacy ở ngay cái trung tâm thành phố của mình. Cái câu chuyện xảy ra, thật ra mình rất là vui, mình tại vì đối với mình tất cả đều là kinh nghiệm, tất cả đều là niềm vui. Mình hãy nhìn cuộc đời giống như một trò chơi và chúng ta sẽ thấy là sẽ rất là thú vị. Có nhiều lần mình mua thuốc, mình để ý, nếu như một lần thì mình không có nói, nhưng mà có nhiều lần mình cảm giác là bà ta có một tí khó chịu với mình và đặc biệt với mình. Bà đông khách thì mình không nói gì, nhưng mà khi mà đến lượt mình cảm giác cái thái độ của bà đó hơi thay đổi một chút xíu so với những người trước. Và nhiều lần như thế, thái độ của bà là lạnh lùng. Những người khác thì bà lại tử tế, tươi cười, đon đả. Thật sự cũng không có sao, nếu như mà người ta không có vui vẻ với mình thì mình cũng không có lấy đó là làm phiền. Tuy nhiên có một lần bà ta đụng chạm thẳng tới mình. Có một lần mình đi mua thuốc thì cái toa thuốc đó nó có quyền cho mình lấy 2 tháng thuốc, ví dụ như vậy, bởi vì mình còn phải di chuyển. Nhưng bà ta nhất định không cho, bà ta bảo là phải lấy 1 tháng hết rồi tháng sau mới tới lấy tiếp. Trong khi đó cái người bác sĩ mà cho toa của mình á, thì bà ông ta khẳng định là đương nhiên là bà có thể lấy được 3 tháng luôn, chứ đừng có nói là 2 tháng. Mỗi lần mình sang cái tiệm thuốc của bà thì bà nhất định là không, không. Bà lại dở bang cái luật ra, bà bảo là mày phải nhìn cái luật này, luật nọ nè nè, không được là không được. Và có nhiều lần như thế, mình chấp nhận và mình đi tiệm thuốc khác, mình bỏ qua bà. Và có một lần, cái lần gần đây nhất, thì vô tình bà lại đụng chạm với mình. Bà bảo là bà có vẻ mỉa mai khi bà bán thuốc cho mình. Cái lần đó bà bảo là thật là may mắn đấy, được sống ở Pháp là một niềm may, tại vì thuốc này là mắc lắm đó nha, thuốc này là mấy trăm một tháng đó. Ta nghĩ rằng mình là một người di dân giống như những người di dân khác và ăn bám chế độ xã hội nước Pháp, chế độ an sinh xã hội. Bởi vì như thế cho nên bà ta luôn có thái độ lạnh lùng với mình, và có những lúc bà đánh thẳng vào mình bằng những câu nói tưởng như là vô thưởng vô phạt. Thế là mình đã trả lời, mình nói với bà là rất bình tĩnh bằng tiếng Pháp rõ ràng: tôi đã sống ở nước Pháp 20 năm và tôi đã làm việc trên 20 năm và tôi vẫn đang làm việc và tôi vẫn đang đóng thuế cho nhà nước Pháp.
bà biết tôi là ai không, bà biết tôi làm gì không. Thế là bà quên, bà xin lỗi. Bà bảo, ô không, tôi nói thế là tại vì nói chung chung thế thôi, với vậy tại vì thuốc rất là đắt, thế này thế kia. Thì mình chỉ nói cho bà hiểu, để cho bà đừng có coi thường những cái người nhập cư. Và mình chỉ nói như thế thôi, và mình vui vẻ. Và những cái lần sau đó mình không mua ở tiệm thuốc bà nữa, và mình mang doanh thu đến cho những cái tiệm thuốc khác xung quanh thành phố của mình rất là nhiều. Thì các bạn thấy đó, nếu như trong cuộc sống bạn nghĩ xấu cho người khác, bạn kỳ thị người khác, thì bạn là người mất mát thua thiệt đầu tiên. Mình không quan trọng, mình chỉ đối đáp lại những ai cần phải đối đáp. Đây chỉ là một cái trường hợp nhỏ thôi, trường hợp nhẹ thôi. Có những cái trường hợp còn căng thẳng hơn, nhưng mình sẽ kể cho các bạn nghe trong một cái video khác, để cho các bạn thêm phần thú vị và thêm cái kinh nghiệm để các bạn biết cách bảo vệ mình, để các bạn tự tin hơn trong cuộc sống ở Pháp nha. Vừa rồi là hai cái kinh nghiệm, hai cái cách chia sẻ, hai cái cách đối đáp với những cái người kỳ thị dân châu Á chúng ta, để cho chúng ta có cái sự tự tin hơn, để chúng ta biết cách phải làm gì nếu như chúng ta bị kỳ thị, nếu chúng ta bị mất đi cái sự tôn trọng của người khác. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn các bạn vào những video sau. Nếu các bạn đã yêu thích kênh, xin mời các bạn hãy like, comment, bình luận và chia sẻ những cái câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.